giá cà phê tăng cao kỷ lục, nông dân không có hàng bán. Tiếp tục đấu giá 36 biển số đẹp vào ngày 21 và 22 tháng 9. Nghệ An bỏ quy định cấm sạc xe điện ở hầm chung cư. Tạm giữ đối tượng đâm 4 người trong quán nhậu bị thương. Phút đời thường hôm nay, lớp học không đồng của thầy giáo tiếng Đức. Kính chào quý vị khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ năm ngày 31 tháng 8 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Tôn Vũ của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Cách Sài Gòn hay về nghiên cứu sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị đến với những thông tin kinh tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Giá cà phê trên sàn giao dịch đang ở mức cao kỷ lục, nhưng nông dân trồng loại cây công nghiệp này không còn hàng để bán vì hầu hết đã bán sớm vài tháng trước. Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, đây là mức giá lập đỉnh trong 30 năm qua. Giá cà phê Robusta ngày 17 tháng 9 tại Đắk Lắk tăng lên mức 66.600 đồng 1 kg, Lâm Đồng là 65.900 đồng 1 kg, Gia Lai có giá là 66.400 đồng 1 kg. Tại Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 66.900 đồng 1 kg. Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê lúc này không ảnh hưởng đến giá thành cà phê thương phẩm, cà phê bột, cà phê hạt đã rang, cà phê bán theo ly. Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, tính đến tháng 9 năm nay, xuất khẩu cà phê của tỉnh ước đạt 69.250 tấn, giá trị 154,5 triệu đô la Mỹ, tăng 8,9% về lượng và 19,18% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam ngày 17 tháng 9 cho biết doanh nghiệp này sẽ tổ chức phiên đấu giá biển số tiếp theo vào ngày 21 và 22 tháng 9 tới. Trong hai ngày này, sẽ có tổng cộng 36 biển số ô tô được đưa ra đấu giá. Công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam cũng khẳng định đối với người tham gia đấu giá, nhưng không trả giá sẽ không bị mất tiền đặt trước. Trước đó, hôm 15 tháng 9, 11 biển số ô tô siêu đẹp đã được tổ chức đấu giá thành công. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, giá trúng đấu giá cao nhất là 32,3 tỷ đồng với biển số 51K88888. Tổng số tiền trúng đấu giá cho 11 biển số là hơn 82 tỷ đồng. Trao đổi với Tuổi Trẻ sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết tỉnh tiếp thu các nội dung được kết luận và chủ động rà soát, thực hiện các yêu cầu được nêu ra trong kết luận thanh tra, trong đó sẽ chấn chỉnh các dự án bất động sản có sai phạm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết thực hiện yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành thanh tra toàn diện việc phân lô bán nền trái phép trong toàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh sẽ thanh tra các dự án nhà ở thương mại chậm tiến độ, xác định lại giá đất làm căn cứ nộp tiền sử dụng đất với các dự án bất động sản. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bình Dương có tới hơn 8.700 thửa đất công với tổng diện tích hơn 2.885 hectare. Trong đó, có hơn 1.500 thửa đất với diện tích hơn 580 hectare là đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã thu hồi 4 trụ sở công từng giao cho doanh nghiệp khai thác kinh doanh không qua đấu giá, gồm trụ sở cũ của Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Nhà khách tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy. Xin chuyển sang thông tin khác. Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã có công văn thay thế gửi các địa phương, đơn vị về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà trọ trên địa bàn tỉnh. Trước đó, ngày 13 tháng 9, theo nội dung công văn Công an tỉnh Nghệ An đề cập yêu cầu Ban Quản trị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư mini phải bố trí bảo vệ để thường trực, canh gác tại khu vực tầng hầm hoặc tầng 1 nơi để phương tiện của người dân của chung cư vào ban đêm. Sau khi văn bản này được ban hành, ý kiến một số cư dân sống tại các chung cư ở Nghệ An băn khoăn với quy định này và lo lắng họ không có khu vực để sạc điện cho phương tiện trong thời gian tới. Nhận thấy nội dung chỉ đạo trên chưa phù hợp với thực tiễn, Công an tỉnh Nghệ An đã điều chỉnh bằng phương án, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực sạc xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện ở tầng hầm và tổ chức giám sát quá trình sạc để đảm bảo an toàn về cháy nổ.
Công an tỉnh Nghệ An giao công an các địa phương phải hoàn thành báo cáo kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư mini, nhà trọ 3 tầng trở lên trước ngày 30 tháng 9. Tiếp tục chương trình là thông tin, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng tên H, trú tại thành phố Pleiku, để làm rõ hành vi đâm 4 người trong quán nhậu bị thương. Trước đó, tại quán nhậu trên đường Bờ Kè, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, có một bàn gồm 4 nam và 1 nữ đang ngồi ăn nhậu, thì H đến đứng phía sau, rồi bất ngờ cầm dao thủ sẵn trong người lao vào đâm chém loạn xạ, khiến hiện trường trở nên hỗn loạn. Được biết, H từng là nhân viên tại quán nhưng đã nghỉ việc. Thời điểm trên, H đến quán để hỏi về tiền công những ngày làm việc trước đó, thì xảy ra mâu thuẫn với chủ quán đang ngồi nhậu tại bàn, nên đã dùng dao thủ sẵn trong người cắt vào cổ và đâm nhiều nhát vào người chủ quán. Thấy vậy, những người trong bàn lao vào can ngăn và dùng các vật dụng khác để đánh lại. Tuy nhiên, trong lúc hỗn loạn, H đã dùng dao đâm 4 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng từ Hà Tĩnh đến địa phương, liên tiếp đột nhập các biệt thự liền kề và nhà dân, gây ra hơn 25 vụ trộm cắp tài sản. Đó là Trần Xuân Trung, 33 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, từ tháng 6 đến đầu tháng 9 năm 2023, trên địa bàn quận Liên Chiểu liên tiếp xảy ra nhiều vụ đột nhập vào các căn hộ shop house, biệt thự liền kề vào thời điểm khuya để trộm cắp tài sản. Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức truy xét. Lực lượng công an phát hiện Trung có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành bắt giữ Trung tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Qua đấu tranh, Trung thừa nhận đã gây ra hơn 25 vụ đột nhập biệt thự liền kề và nhà dân trên địa bàn quận Liên Chiểu cũng như cả thành phố Đà Nẵng, lấy cắp nhiều tài sản có giá trị. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Nho Thanh, 75 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Chư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là ông Nguyễn Trung Tá, 59 tuổi, trú cùng thị trấn. Theo cáo trạng, tại nhà Thanh có tổ chức ăn nhậu. Trong bàn nhậu có Thanh và nạn nhân cùng một người đàn ông khác. Sau khi mọi người ra về, thì Thanh đi tìm điện thoại của mình nhưng không thấy, nên nghi ngờ ông Tá lấy trộm. Tối cùng ngày, Thanh mang theo dao rồi điều khiển xe máy đến nhà ông Tá hỏi chuyện. Khi đến nơi thì ông Tá trả lời không lấy. Thanh cầm dao đâm liên tiếp hơn 10 nhát vào người ông Tá rồi bỏ về. Nạn nhân sau đó được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Tại phiên tòa, bị cáo Thanh đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết diễn biến của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Nho Thanh 20 năm tù giam về tội giết người. Thưa quý vị, hơn 10 năm qua, anh Đỗ Thiện Thành, hay còn gọi là Ba Thành, đã dạy học miễn phí cho cả trăm trẻ khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bén duyên với lớp học khi còn đang là cậu học sinh cấp 3, hiểu được giá trị của con chữ, chàng trai 9X Đỗ Thiện Thành đã quyết định đứng lớp giảng dạy cho trẻ em khó khăn, với nhiều lứa tuổi, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện này, quý vị nhé! Đa số các em học ở đây đều rời quê hương, theo cha mẹ mưu sinh từng ngày. Có em thì khuyết tật, có em không còn cha hoặc mất mẹ. Nhưng khi đến lớp và nhận được tình cảm của thầy Thành, các em đều muốn gọi anh bằng tiếng ba thân thương. Sau khi xong việc ở cơ quan, đúng 16 giờ 30 phút, Ba Thành lại di chuyển đến miếu bà ấp Thượng, trên đường Bình Thung 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để dạy học. Trong lớp học của mình thì đa phần là các bạn là quá lứa tuổi đến học, và các bạn thì có những cái hoàn cảnh nó đặc biệt khác nhau, nên mình có thể dạy từ các môn tiếng Việt, toán và tiếng Anh, và có những và cần nhất là cái môn đạo đức, và mình đã chú trọng vào môn đạo đức nhiều hơn.
để dạy cho các em. Từ lúc mà mình dạy tới nay thì đã có những các em đã ra trường và các bạn đã có những gia đình riêng của các bạn, có những bạn đã thành đạt, các bạn đã có công việc ổn định, và khi mà mình làm một cái chương trình gì đó thì các bạn đã quay trở lại để hỗ trợ lớp học. Dạ em học lớp thầy Thành được 2018, tới giờ là em học lớp 3. Dạ học ở đây thì em thấy vui, thầy Thành cho em kiến thức là lễ phép, biết nghe lời thầy cô, về nhà nghe ông bà ấy đồ này nọ. Tại vì tới đây thì con được học chứ ở nhà con cũng ở nhà không. Với mong muốn việc học của các em sẽ tiến bộ và tiếp thu kiến thức chắc chắn hơn, thay vì chỉ dạy một vài buổi trong tuần, anh Thành quyết định đều đặn sáng đèn từ 17 giờ tới 19 giờ, từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần. Đến lớp học, các em không những được dạy học miễn phí mà còn được hỗ trợ cả về dụng cụ học tập. Đưa con đến học ở đây 5-6 năm rồi. Tại vì bé nó khuyết tật, cho nên là nó chỉ học, nó không biết nói mà chỉ biết viết. Đi học lớp 1, học lớp 1 miếng. Rất là thích đi học. Ngày nào mà nói chiều nay đi học là chuẩn bị sớm lắm, 3-4 giờ là chuẩn bị vừa sách là đi học mà. Mừng lắm, tới gặp thầy mừng lắm. Lúc nào tới là gặp ôm thầy hết á. Nhớ, 2-3 ngày mà không đi học là nhớ thầy dữ lắm. Thầy thương á. Nói chung thầy thương mấy bạn kia cũng thương, nhưng mà nó khuyết tật là thương, thầy thương hơn. Nó thích thầy lắm. Cho cô mong muốn là đến đây học để biết nó giao tiếp, rồi nó có mở mang trí óc nó hơn chút, rồi nó giao tiếp với bạn bè á, nó vui. Đi học là vui, phấn khởi, ở nhà là tù túng buồn á, không có ai. Các em đến đây có nhiều em thì lúc đầu á, các em tới thì cũng có thể các em do cái môi trường tiếp xúc bên ngoài thì các em có thể là không có được ngoan cho lắm, nhưng mà khi mà các em tiếp học với lớp học thì các em dần dần các em là ngoan hơn và biết vâng lời hơn, và các bạn là thích đến lớp nhiều hơn chứ không thích trời mưa. Mặc dù là trời mưa có những hôm mà thầy cho các bạn nghỉ nhưng mà các bạn vẫn đến lớp. Mình nhìn thấy mỗi ngày mình nhìn thấy các bạn là trưởng thành hơn từ lớp học, nên là mỗi ngày các bạn tới thì các bạn sẽ ngoan hơn và các bạn tiếp thu những bài học, các bạn giống như là cần những con chữ hơn, nên là mình lại càng có động lực để mình đứng lớp để gắn bó với các em. Không chỉ dạy học, anh Thành còn tổ chức các hoạt động vui chơi tổng kết, tổ chức sinh nhật để các em có cảm giác ở lớp không chỉ là nơi để học mà còn là một ngôi nhà chung đầy nghĩa tình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang video.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Chime Group. Còn bây giờ Tuân Vũ xin kính chào và hẹn gặp lại.